Tất cả các em, hôm nay thầy dạy dạy môn hình học một bài. Tiếp tục, hôm nay thầy thì sẽ dạy bài mới: tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Đường trung tuyến tam giác. Bài 1, tìm từ thích hợp để điền vào ô chỗ trống ứng với cạnh BC, đỉnh B, đỉnh A, trung điểm M, điểm nằm giữa đoạn thẳng AM nối chấm chấm của tam giác ABC với chấm 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 của cạnh BC, được gọi là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A hoặc chấm 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 của tam giác ABC. Kết quả: đường trung tuyến của tam giác ABC, M trung điểm BC, đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC, được gọi là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC của tam giác ABC. Về tam giác ABC sẽ có 3 đường trung tuyến AM, BN, CL. Thực hành. Thứ nhất, cắt một tam giác bằng giấy gấp lại để xác định trung điểm của một cạnh của nó. Kẻ đoạn thẳng nối trung điểm này với đỉnh đối diện, tương tự gấp và xác định hai đường trung tuyến còn lại. Thực hành thứ hai, cho anh vẽ hai trung tuyến BE và CF khác nhau tại G, gọi giao điểm AG với BC là D. AD có phải là trung tuyến của tam giác ABC không? Tính tỷ số AG trên AD, BG trên BE, CG trên CF bằng bao nhiêu?
Từ thực hành hai ta sẽ rút ra được nhận xét như sau: AG trên AD bằng BG trên BE bằng CG trên CF bằng 2 phần điền vào điểm huyệt, cùng đi qua một điểm, 1 phần 3, 2 phần 3 cắt nhau tại 3 điểm, 3 đường trung tuyến của tam giác chấm chấm, điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng chấm chấm chấm, độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác, để lấy 3 đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua một điểm, điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Tam giác ABC, AD là trung tuyến, BE là trung tuyến, CF là trung tuyến. Giải thích kết luận như sau: tam giác ABC, AD, BE, CF là các đường trung tuyến. Kết luận AD, BE, CF cùng đi qua điểm G. GA trên DA bằng GB trên EB bằng GC trên FC bằng 2 phần 3. Điểm G người ta gọi là trọng tâm của tam giác. Có thể các em chưa biết, các em về suy nghĩ và gửi mail qua cho thầy. Tam giác ABC, G là điểm nào trong tam giác thì miếng bì hình tam giác nằm thăng bằng trên dải nhọn. Các em về suy nghĩ và gửi mail cho thầy. Hoặc ví dụ một bánh xe bị tai nạn gãy làm đôi, chỉ còn nửa bánh xe, xác định bán kính của bánh xe hoặc là tâm của bánh xe nằm ở đâu nha các em. Vận dụng tính chất ba đường trung tuyến, rồi G là trọng tâm của tam giác. Các em thử suy nghĩ cho thầy. Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. GH bằng, xin lỗi, GH trên DH bằng 1 phần 3, DG trên DH bằng 1 phần 2, DG trên GH bằng 3, GH trên DG bằng 1 phần 2. Mình phải hiểu sâu xa vấn đề. Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. Vậy mình phải hiểu DG bằng 2 phần 3 DH. Hay mình hiểu DG là 2 phần, GH là 1 phần, DH là 3 phần. Vậy GH sẽ bằng 1 phần 3 DH, GH sẽ bằng 1 phần 2 DG, DG sẽ bằng 2 lần GH. Nghe các em nhé. Biết rằng trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. Cái này về nhà các em cố gắng học thuộc vì lớp 8 sử dụng rất rất nhiều. Bài tập như sau: bài 25 sách giáo khoa trang 67 cho tam giác vuông ABC có hai cạnh góc vuông AB bằng 3 cm, AC bằng 4 cm. Hãy tính khoảng cách từ điểm A đến trọng tâm G của tam giác ABC. Vuông tại có hai cạnh góc vuông AB và AC, vậy mình suy luận vuông tại A, BC là cạnh huyền. Tính khoảng cách từ điểm A đến trọng tâm G. G trọng tâm là giao điểm của ba đường trung tuyến. Hay người ta nói tính AG. Muốn tính AG thì mình phải tính AD, vì AG bằng 2 phần 3 AD. Mà AD thì bằng 1 phần 2 BC. Mà muốn tính BC mình nhờ định lý Pythagore giúp đỡ. Vì AB bằng cạnh góc vuông thứ nhất bằng 3 cm, cạnh góc vuông thứ hai bằng 4 cm, mình sẽ tính BC, sau đó mình tính AD, sau đó mình tính AG. Bài học hôm nay là đã kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Công việc các em về nhà, thầy hướng dẫn học ở nhà, học bài nắm vững khái niệm và tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Bài tập về nhà 24, 25, 26 sách giáo khoa trang 66, 67. Cảm ơn các em đã lắng nghe.